Kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là công ty VPF đã ra đời với nhiệm vụ điều hành các giải đấu bóng đá trong nước. Nhiều người gọi đây là một trang mới với nhiều hy vọng cho bóng đá Việt Nam. Nhưng V-League sẽ thay đổi như thế nào cùng với sự ra đời của VPF? Sau đây, phóng viên của chúng tôi sẽ phân tích vấn đề này từ những con số. Bài phân tích này cũng giúp quý vị và các bạn biết nhiều hơn về V-League đằng sau những trận đấu. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ cũng không biết sẽ thể hiện câu chuyện của mình như thế nào để cho quý vị thực sự dễ hiểu một câu chuyện toàn những con số và có lẽ chúng ta sẽ đặt chúng vào những phép tính. Trong tay tôi đây là bản báo cáo quyết toán của các giải đấu năm 2011 và con số đầu tiên trong phép tính của chúng ta đó là tổng thu của một giải V-League vừa rồi là 34 tỷ đồng. Trong đó gồm có 27 tỷ là tiền tài trợ và 14 đội bóng thì mỗi đội sẽ phải đóng 500 triệu đồng lệ phí dự giải. Và trong cả mùa giải thì ban tổ chức đã phải chi ra hơn 23 tỷ 678 triệu đồng, trong đó một tỷ lệ lớn thuộc về tiền giải thưởng và chi cho công tác chuyên môn. Với một phép trừ đơn giản thì chúng ta sẽ ra con số là 10 tỷ 321 triệu đồng. Đây là tiền lãi của V-League năm 2011. Và nếu như mọi cuộc kinh doanh của chúng ta đều kết thúc với một phép trừ của số lớn hơn cho một số nhỏ hơn như thế này thì còn gì bằng. Nhưng mọi chuyện đã không đơn giản như vậy. Hãy nhìn lại phép tính này một lần nữa. Ban tổ chức của V-League đã không nhận được đầy đủ số tiền 34 tỷ đồng này bởi vì gần một nửa số đội bóng cho tới thời điểm này, tức là 4 tháng sau khi giải đấu đã kết thúc, vẫn chưa đóng khoản tiền lệ phí là 500 triệu đồng cho mùa giải. Và trong số này có những đội bóng như Hà Nội ACB, ông bầu Nguyễn Đức Kiên của họ thì chắc các bạn cũng biết không thể coi là khó khăn được. Mà tôi cũng sẵn sàng bàn với anh Dũng là sao tăng tiền tài trợ cho liên đoàn để làm sao liên đoàn có đủ tiền tài trợ để mà chi trả một cách thỏa đáng. Ban tổ chức giải không làm sao có thể thu nổi số tiền mà lẽ ra các đội bóng phải nộp, nhưng họ cũng phải tự trách mình trước vì chính họ đã không công bằng và minh bạch về tiền bạc. Những đội bóng chưa nộp tiền thì không hề bị xử lý, nhưng những đội bóng chơi đẹp thì lại bị đối xử không ra gì. Bằng chứng là ở con số chi mà các bạn đang thấy ở đây, thì ban tổ chức đến giờ vẫn chưa trả số tiền thưởng lên tới 365 triệu đồng cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đội được giải phong cách của giải V-League và huy chương đồng của cúp quốc gia mùa giải vừa rồi. Đội bóng này đã không dưới 2 lần có văn bản đòi tiền gửi tới liên đoàn và đều bị từ chối với lý do là lãnh đạo của ban tổ chức đang bận công tác và chưa ký được giấy tờ. Như vậy, V-League là một sản phẩm khá lạ. Mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng lại tỷ lệ nghịch với lợi nhuận của nhà sản xuất. Bầu Kiên thì dù chưa trả tiền lệ phí dự giải nhưng vẫn có một câu hỏi rất hay trong lễ tổng kết mùa giải năm nay. Bao nhiêu tiền thực sự đưa vào giải V-League? Và tất cả đã thay đổi với sự ra đời của công ty VPF. Giải đấu từ lãi hơn 10 tỷ chuyển sang lỗ gần 1 tỷ. Chúng ta hãy nhìn vào phép tính này. Năm nay dự kiến khoản thu của ban tổ chức giải sẽ là 33 tỷ. Và những dự chi thì lên tới gần 34 tỷ. Tại sao số chi lại tăng lên nhiều như vậy? Theo bản dự toán của mùa giải năm nay thì tiền làm nhiệm vụ cho các thành viên của ban tổ chức tăng ở mức chưa từng có 7,6 tỷ đồng. Và đáng chú ý không kém là tiền cho trọng tài và các giám sát trọng tài từ mức 3 triệu đồng một trọng tài bắt chính mùa giải trước thì mùa giải này sẽ nhận tới 8 triệu đồng cho một trận đấu. Phải tăng cao như vậy bởi vì liên đoàn từng cho rằng trọng tài thu nhập thấp và do đó thì sẽ dễ nảy sinh tiêu cực. Có những cái chế độ mình nhìn nó xin lỗi anh, tôi té ngoe, tôi té ngửa rồi. Bây giờ ông nói là ví dụ như đi taxi đó nha, thì cái chế độ là hồi năm 2008 là 9 giờ đi taxi mà từ Nội Bài về nó thanh toán là 90 nghìn, trong khi 250 rồi. Nếu như làm trọng tài và giám sát ở V-League khổ như vậy thì tại sao ai cũng muốn làm? Và rồi chúng tôi nhận ra rằng thu nhập của họ không thấp như chúng ta tưởng. Mùa trước thì trọng tài nhận 3 triệu đồng cho một trận đấu bắt chính và 400.000 đồng tiền ăn ở cho một ngày làm nhiệm vụ. Một ngày làm nhiệm vụ là như thế nào? Họ sẽ đến sân vào ngày thứ Bảy, ở lại vào ngày Chủ nhật để bắt chính trận đấu ngày hôm đó và có thể sẽ ra về vào ngày thứ Hai. Như vậy là 3 ngày, mỗi ngày 400.000 đồng, họ sẽ có 1 triệu 2. Nhưng với một bản đề nghị thanh toán mà tổ trọng tài và giám sát gửi cho đội bóng chúng tôi đang có trong tay đây cho thấy sự thật không phải như vậy. Họ bắt đầu tính ngày làm việc của mình từ ngày thứ Hai của tuần trước và cho tới tận thứ Bảy, rồi Chủ nhật, rồi đến thứ Hai của tuần sau, tổng cộng là 8 ngày và họ đã bỏ túi thêm 2 triệu đồng nữa cho những ngày mà họ thực tế có thể đang ở nhà cùng với gia đình của mình. Thế đấy, với tất cả những con số ở đây thì tôi có thể nói rằng không chỉ có trên sân cỏ, thậm chí đến những con số tưởng rằng rất chính xác thì với bóng đá Việt Nam, thấy vậy nhưng chưa chắc đã phải là như vậy.